sao mình lại hại của cô đó tôi chưa? Anh không sao chứ? Lợi hại thì đó, chấn động luôn cả đường ruột, nhưng mà nó giúp cho tôi quá. Còn nói nữa, đi lại lại nữa. Trúng eo, trúng đầu, chân phải, chân trái, giữa bụng, trúng thái dương, trúng lòng ngực. Tiếp kịp lại nó đi, nổ xuống chứ đâu. Không được bước tới. Chỉ cần ta cử động thì súng của hắn sẽ nói chuyện với hắn đó. Bỏ súng xuống. Ký tên cho mày nè. Hả? Vô mạo hiểm. Tôi không quên cô đâu. Cô già mỹ tử, hãy nhớ tôi là vua mạo hiểm. Cô hãy tình giữ tinh thần, vì thời gian còn lại của cô sẽ cùng tôi dây dưa không dứt. Vua mạo hiểm đề thương. Giây phút cô nhìn thấy vua mạo hiểm phá cửa xông ra, thực ra thì đã xông vào thế giới tình cảm của cổ rồi. Vua mạo hiểm và cậu Thành giống như một cơn gió vậy, bay vào trong đêm tối và cũng đã khuấy động trái tim nhạy cảm của cô gái này, nên cô đã quyết định tình giữ tinh thần để cùng vua mạo hiểm dây dưa suốt đời. Nói đùa cái gì? Làm gì có con gái tốt với tôi như vậy? Hai người đều có chế tạo nguy cơ cho tôi nữa. Cô gái này là phải như vậy mà. Tôi còn tưởng tối nay thì ngủ qua đêm ở đây nữa chứ. Cậu đừng có nói nhiều quá có được không? Mày điên rồi hả? Vừa rồi mày xuất ấn trúng tao rồi đó. Xin lỗi thượng tướng. Còn không mau đi coi tôi đã bị ăn cắp chưa? Dạ. Tối hôm đó, vua mạo hiểm đã nhìn thấy gia mỹ tử. Thật ra cô ta là một phụ nữ có vẻ bề ngoài nhu mì, nhưng trong lòng thì rất hiểm độc. Không ai ngờ cô ta là một viên kẹo độc, có bột lớp vỏ thật đẹp. Cô ta còn gia nhập vào một câu lạc bộ Thượng Hải có kế hoạch giết người. Nữ ma đầu giết người không gớm tai này là dùng đàn ông để làm thí nghiệm. Lúc này mới đến á, mập mạp trắng trẻo, sao bây giờ lớn nhắc vậy? Có phải mày hút bạch phiến không? Tao không có hút bạch phiến, là do tụi bay thí nghiệm lên khỏi. Mày vô dụng rồi, đưa mày vô nhà thư đi. Chuẩn bị lò ra. Không được mở lò ra. Tôi chưa muốn hắn chết sớm như vậy. Tôi vẫn chưa hành hạ nó đủ. Có phải cô từng tốt với hắn nên muốn giữ lại hắn? Anh hãy thận trọng lời nói của mình. Tôi chỉ đơn thuần muốn thử nghiệm giới hạn thể lực của con người là bao nhiêu thôi. Tôi còn muốn biết ý chí con người có mấy loại. Tại sao nhất định phải dùng đàn ông? Tại vì tôi là đàn bà. Tôi không thể làm thí nghiệm khi mà ông biết yếu điểm của tôi. À, đàn ông có nhiều loại lắm, cũng như tôi. Ông không có tư cách. Tôi không phải là đàn ông sao? Đối tượng của chúng tôi là những đàn ông có đầy lòng tin. Giống như một anh hùng như mấy người thường nói. À, tôi cũng có điều kiện này vậy. Người ta nói là vừa mạo hiểm. Chỉ có người đầy lòng tin mới không ngừng mạo hiểm. À, chúng ta còn có thể nhân tiện trả thù, nhất tiễn song điêu. Kế hay lắm. Vậy tôi phái ông đi bắt hắn được rồi. Tôi không có bản lĩnh này đâu. Bớt nói nhảm đi. Được. Bước thứ hai là giết Long tướng quân bạn của hắn. Long tướng quân hôm qua đã lên xe lửa Tây An. Hôm nay hắn sẽ trở về Thượng Hải. Và thư của lãnh sự quán ta hai ngày trước bị mất tích. Nếu là do mạo hiểm lấy đi, rất có thể hắn muốn đích thân vào cho Long tướng quân. Bên đó kìa. Cô gia mỹ tử, suy đoán của cô rất đúng sự thật. Tuyệt đối không được dùng khí độc. Tôi muốn giữ vua mạo hiểm làm thí nghiệm. Lần này cô không giết vua mạo hiểm, tôi sợ sẽ mất cơ hội. Nhiệm vụ của anh là chấp hành, chứ không phải là cho ý kiến. Chuyện
Người đàn bà này chém từng nhát dao lên người Long Tướng Quân, thật ra là chém từng nhát dao vào tim của vua Mạo Hiểm. Nhưng người đàn bà này lòng dạ như rắn, sau khi giết Long Tướng Quân rồi, trong đầu lại hiện lên một chiêu thức độc ác khác. Bây giờ trên thế gian này đã không còn ai đoán được khả năng của người đàn bà này sẽ giết thêm bao nhiêu người ở Thượng Hải nữa. Thì ra cô đang hút thuốc à? Bây giờ bắt đầu. Ê, cho thầy Kiệt à, thật ra anh không nên phá hoại tình yêu lãng mạn này. Lãng mạn đáng bao nhiêu tiền chứ? Tôi bị người đàn bà ở trong này hành hạ tới như vậy, tôi làm sao lãng mạn được? Anh thật không hiểu phụ nữ đó. Tôi không hiểu phụ nữ. Tôi kết hôn với người đàn bà này đã 2 năm rồi, tôi được cái gì chứ? Tự ái sỉ nhục, bị mất lòng tin, cả công việc cũng không thể làm được. Cậu kêu tôi làm sao tên phụ nữ đây? Em không ngờ phụ nữ tụi em là như vậy. Phải là tuyệt đối tệ đó. Anh không cần phải tự ái nữa. Đây là chìa khóa nhà anh, tôi cho anh biết tôi đã dọn đi rồi. Anh về nhà kiểm tra cho kỹ đi, sau này có mất cái gì đừng có đổ thừa cho tôi. Chìa khóa của anh vô dụng rồi, anh mau đổi ổ khóa mới đi. Mắc công là nghi ngờ tôi đã làm thêm một chìa. Anh chưa bao giờ tin đổi phụ nữ mà. Monica. Anh cười gì chứ? Có gì buồn cười đâu? Monica. Cho thời kỳ. Anh theo tôi ra đây làm gì nữa? Chỉ có biết giết 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 để chút giận. Bình thường thì như con chuột, còn ở trong tiểu thuyết thì như con hổ. Thật ra anh có phải là đàn ông không? Hay quá, hay lắm, hay lắm. Thật ra mấy người ở bên phe nào đây? Anh không phải là đàn ông, vậy em là cái gì? Thì bay bướm đa tình, đi cô trai khắp nơi. Bây giờ chúng ta đã ly thân rồi. Bây giờ anh để mặt em ra nhìn em đó. Nếu không thì anh sẽ... Không để mặt thì sao? Anh sẽ tát cho mặt em 2 cái rồi. Thang máy sắp lên rồi, anh muốn tát thì tát mau đi. Đánh đi. Ông có ngồi thì đánh đi, đẩy tôi làm gì? Ây da, trời đau quá. Trời ơi, sao chịu đánh? Gặp tôi đấy. Mấy người thích coi người ta đánh vợ lắm phải không? Về nhà đánh vợ mình rồi từ từ mà coi đi. Làm gì dữ nữa. Thang máy xảy ra sự cố rồi. Thang máy xảy ra sự cố rồi. Chuyện gì vậy? Trời ơi, không biết nữa. Sự cố thang máy rồi. Sao đây? Biết cái chuyện gì đây? Chết rồi. Thang máy nào vậy? Tránh ra, Monica. Nè, xe của cậu đâu? Cậu ở đâu vậy? Nhanh lên. Đưa chìa khóa xe. Tôi biết lái xe không vậy? Biết, chạy xe không đã. Anh có bắt anh đền không? Tránh ra. Cứu cô gái trước đi. Cứu cô ta trước đi. Cứu cô trước đi. Nhanh lên. Ê, tình cảm của họ đã có chuyển biến rồi. Ê, anh nói trong tiểu thuyết hay người thật vậy? Cả hai phương diện đều phải. Lúc ở trạm xe lửa, vua Mạo Hiểm đã hiểu lầm cô gái đó. Gia Mỹ Tử cũng có nỗi khổ riêng của cô ấy. Chuẩn bị thải khí độc. Cô Gia Mỹ Tử đang ở dưới. Đừng hỏi nhiều, đừng để họ tiếp cận nhau. Dạ. Đàn ông người không đi nhầm bằng chúng ta, chia nhau đuổi. Dạ. Cô nặng thiệt đó nghe.